cái chỗ này mà mát như này ở Hà Nội, chỗ này thì là đông nghịt chả đá việc này. Mật độ người Hà Nội đông, đây mật độ ít. Tên cho anh ấy là chương trình mình kẹt rồi. Tí phải nhắn tin trả lời anh là chương trình mình kẹt rồi. Ừ. Thành. Thôi nghỉ ngơi tắm ở đây cho nó đỡ mệt đi, có cái đấy. Đi không đôi đi được. Biết rồi. Trường Nguyễn Tất Thành đông hơn. Hôm nay nó sẽ dựng rạp ở đấy để chỗ chạy đây.